Sáng nay, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật tỉnh An Giang trang trọng tổ chức lễ giỗ tổ sân khấu nhân ngày truyền thống sân khấu Việt Nam ngày 12 tháng 8 âm lịch. Lãnh đạo sở, ban ngành tỉnh cùng nhiều soạn giả, nghệ nhân, nghệ sĩ tề tựu về tham dự. Ngày truyền thống sân khấu Việt Nam là dịp để những người hoạt động trong lĩnh vực sân khấu hướng tâm về tổ nghiệp, cùng nhau đoàn kết, sáng tạo ra nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao. Phân hội sân khấu trực thuộc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật tỉnh An Giang hiện có gần 90 hội viên, trong đó có 25 hội viên được kết nạp vào Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam. Nhiều hội viên được nhà nước trao tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú. Trong năm qua, các hội viên đã miệt mài sáng tác, dàn dựng, biểu diễn những tác phẩm đơn ca tài tử, dòng cổ, trích đoạn cải lương hay, phục vụ công chúng. Lễ giỗ tổ sân khấu là dịp để các soạn giả, nghệ sĩ cùng thể hiện các tác phẩm mới sáng tác đã đạt những giải thưởng cao trong những kỳ liên hoan, hội thi cấp khu vực và toàn quốc. Với lòng thành kính, các thế hệ soạn giả, nghệ nhân, nghệ sĩ, những người hoạt động ở lĩnh vực sân khấu đã cùng thắp nén nhang tri ân tổ nghiệp, nguyện noi gương tiên tổ nối nghiệp ông cha, giữ ngọn lửa đam mê, tiếp tục cống hiến tài năng, mang những nét đặc sắc của nghệ thuật sân khấu truyền thống, phát huy giá trị trong giai đoạn mới để tạo nên đời sống tinh thần phong phú, cổ vũ toàn dân đoàn kết cùng xây dựng và phát triển tỉnh nhà An Giang, quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng ngày càng giàu đẹp, văn minh, thấm đượm nghĩa tình.